Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu sử thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm, triết lý giáo dục của người thầy từng đào tạo nhiều nhân tài. Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc nhỏ có tên là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1491 âm lịch ở làng Trùng An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con út của quan tiến sĩ thượng thư bộ hộ triều vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực nên to khỏe, thông minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nói sõi. Lên 4 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm được mẹ dạy cho sách kinh, thơ nôm. Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bảng nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay. Nổi danh trong giới sĩ phu đường thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm đến tận nơi tầm sư học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của thầy và được chính thầy giao con trai cho nuôi dạy. Trạng nguyên ở tuổi hơn 40 và những lời tiên tri nổi tiếng. Khi nhà Hậu Lê, Lê Sơ và Lê Trung Hưng rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không ra ứng thi sớm. Tính từ khi trưởng thành, ông bỏ qua 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ, ngay cả khi nhà Mạc lên thay cho Lê Sơ năm 1527, xã hội dần ổn định, ông vẫn bỏ qua 2 khoa thi đầu dưới triều Mạc. Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, thời thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định đi thi và đậu ngay trạng nguyên. Năm đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bỉnh Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ, được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi Trịnh Quốc Công nên nhân gian quen gọi ông là Tràng Trình. Trong gần 20 năm, từ năm 53 đến năm 73 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm không ra ở hẳn kinh sư nhưng vẫn đảm nhiệm nhiều việc triều chính, sách lịch triều hiến trường loại chí viết. Vua Mạng tôn như bậc thầy, khi trong nước có việc quan trọng vẫn cứ sai sứ đến hỏi ông, có lúc còn triệu ông về kinh để hỏi mưu lớn. Ông học rộng, hiểu sâu, nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng, họa, phúc, việc gì cũng biết trước. Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số 1 nước Việt. Ông từng đưa ra lời sấm bảo nhà Mạc chạy lên Cao Bằng dựng nghiệp. Sau khi thất thủ ở Thăng Long và sẽ tồn tại 3 đời, quả nhiên điều này đúng. Ông còn khuyên Trịnh Kiểm giữ chùa thờ Phật được an oản, tìm người trong tông thất nhà Lê lập làm vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đó nối đời cầm quyền, nhưng danh nghĩa vẫn là tôn phò nhà Lê. Với nhà Nguyễn, từ khi Nguyễn Kim chết, Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim đã bị Trịnh Kiểm ám hại. Trước tình thế nguy nan, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim, đã cho người đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhận được câu ẩn ý. Hoàng sơn nhất đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một dải hoàng sơn có thể dung thân được. Nhờ đó năm 1568, Nguyễn Hoàng đã xin họ Trịnh vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, rồi dần xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở phương Nam. Trong bài thơ Cư Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, ông viết: Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này như lời khuyên của Tràng Trình với thế hệ sau, rằng phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Trong bài viết tầm nhìn chiến lược về biển đảo của Tràng Trình từ 500 năm trước, tác giả Nguyễn Đình Minh nhận định: Trước đây, khi đề cập đến lãnh thổ, chúng ta thường nói nhiều về sông núi, đất đai. Chúng ta có nói về biển nhưng không nhiều. Biển không là trọng điểm để nhấn mạnh. Nhưng từ 500 năm trước, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dự báo tầm quan trọng của biển đảo, dẫn đến sự tồn vong thịnh trị của cả quốc gia. Điều ấy cho thấy tầm nhìn chiến lược về bảo vệ biển của ông rất rộng lớn và toàn diện. Với bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền Biển Đông, triết lý giáo dục của người thầy từng đào tạo nhiều nhân tài. Sau khi đỗ trạng nguyên, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dạy học theo cuốn Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam.
học trò được ông đào tạo thời kỳ này có rất nhiều người nổi tiếng về sau, trong đó có Lương Hữu Khánh, con trai của thầy Lương Đắc Bằng, Đỗ Cử Nhân trở thành tướng giỏi, văn võ song toàn. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan thi đỗ tiến sĩ, có tài năng toàn diện về võ bị, văn học và ngoại giao. Nguyễn Dữ, nhà văn nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam. Đến khi lùi về quê, ông đã dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, tập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân, cho dân ta qua lại thuận tiện và mở trường dạy học bên cạnh sông Tuyết hay sông Hàn ở quê nhà. Vì vậy, sau này các môn sinh tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giáo dục cho nhân dân và học trò rất nhiều về đạo làm người, đạo lý ở đời, sự học, cách học. Ông coi việc giáo dục phải thực hiện được vai trò định hướng ý chí và hành động cho con người, nhất là việc gắn ý chí với học hành, với lý tưởng cống hiến hết mình cho đất nước. Ông đặc biệt đề cao trách nhiệm cống hiến xã hội không ngừng, cho rằng tác dụng cao nhất của giáo dục là cứu nhân độ thế, hướng con người trở về tịnh thiện, bởi thiện là dòng dõi của giáo dục, đúng như phương châm sư phạm xưa. Trên cơ sở giáo dục cái thiện, thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn dạy kinh, chuyện theo đúng chương trình thi cử lúc bấy giờ. Theo các thư tịch cổ, việc thi cử lúc bấy giờ rất quy mô, học sinh vất vả, thầy giáo phải bỏ nhiều công kèm cặp. Việc các học trò của thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm chiếm gần hết thứ hạng cao ở các kỳ thi chứng tỏ việc dạy học của thầy có quy củ, nghiêm khắc. Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm còn khác người ở chỗ, muốn đào tạo học trò thành những người có thực học, có trí thức toàn diện để giúp đời. Tác giả Trần Lê Sáng viết trong cuốn sách về ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam. Nhiều nghiên cứu về sau chỉ ra rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn chủ trương thúc đẩy con người, nâng cao hiểu biết về thế giới xung quanh, có cách hành xử đúng mực trong đời sống. Ông coi việc học phải nhằm hành đạo, yêu cầu các học trò nêu gương bậc thánh hiền, đề cao vai trò của sự tìm tòi, học hỏi. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng coi trọng đạo lý hơn văn chương, điều này thể hiện rõ trong tác phẩm thơ văn. Ông sáng tác rất nhiều thơ văn bằng cả chữ Nôm và chữ Hán. Về thơ chữ Hán, Nguyễn Bỉnh Khiêm có Bạch Vân Am Thi Tập với khoảng 1.000 bài. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Vinh viết trong cuốn Nhà Mạc và Thời Đại Nhà Mạc. Hơn 20 năm nghiên cứu và nhận thức rằng đây là một con số mà từ thời đại nhà Mạc trở về trước hoàn toàn chưa có. Nếu như Nguyễn Trãi cũng chỉ có 105 bài. Về thơ chữ Nôm, Nguyễn Bỉnh Khiêm có Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập nhưng không rõ có tất cả bao nhiêu bài. Ngoài ra, ông để lại nhiều bài văn bia và sấm ký. Ông được coi là người viết nhiều thơ văn nhất trong năm thế kỷ đầu tiên của nền văn học nước nhà. Nguyễn Bỉnh Khiêm mất năm 1585 trong rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục được nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Tất cả thành tựu giáo dục ở thời Mạc không thể không nhắc tới công lao của chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tên ông nhằm tưởng nhớ đến bậc thầy vĩ đại. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!